Chào tất cả mọi người nha, mình là Bustagui đây. Thì trong trận đấu ngày hôm nay thì tại các phong bài của mình đang có đó chính là hai đấu sĩ với lại là hai vệ quân nha, với Wukong cũng như là Lulu 2 sao. Và mình cũng đang được một con giác cầm trang bị lớn carry nha mọi người. Thì ở lúc đầu game mình cũng đang được một cái lỗi vàng để mà đếp máu khá là ngon luôn á, đó chính là giáp tự chế nha. Khi nào mà tướng không mang trang bị được tăng thêm giáp và kháng phép rất là nhiều luôn nha mọi người, nên đếp máu phải gọi là khá là hợp lý luôn đó. Hiện tại là mình cũng đang còn tầm 80 máu, ở tầm ra 3 chấm như thế này không phải là quá cao nha mọi người, nhưng mà cũng không phải là quá thấp. Đếp máu cứ gọi là ok. Cái này thua được hay không ta? Thua là ngon nha mọi người, tại vì mình đang được một cái chuỗi thua khá là dài luôn rồi, 3 trận thua liên tục luôn rồi nha. Thua đi, đúng rồi. Giết thêm đường con nữa không? Không được rồi, em đi châu thế. Hôm nay là Vecoq carry đi chung với Thường Dân và Pháp Sư à. Ok luôn mọi người, chuỗi thua 4 trận, tuyệt vời. Thu 4 trận thì mình sẽ được thêm 2 vàng tiền lãi mỗi round nha. Và thu 5 trận được thêm 3 vàng tiền lãi mỗi round. Tuyệt vời mặt trời luôn. Lõi thứ hai nào. Ôi, lõi vàng tiếp à. Nguyên tố luân tiếp tế thành phần với lại là khảm bảo thạch. Lấy luôn cái nguyên tố luân đi mọi người. Tại vì trận ngày hôm nay mình đang muốn làm một cái phân bài meta tướng 4 vàng carry. Đang rất là mạnh luôn á nha. Nhưng mà nó kích hoạt được tới tầm ít nhất nha mọi người. Mình nói ít nhất là 10 tộc hệ khác nhau. Và nhiều nhất là tầm 11 đến tận 12 tộc hệ khác nhau nha. Nên nếu như mọi người mà chơi được một cái phơm bài này á, mà lấy được một cái lõi đó chính là nhất thống, thì phải gọi là hết nước chấm luôn anh em à. Bú liền cái top 1, tại vì nó kích được nhiều hệ lắm. Và mọi người đừng quên nhất thống cái này á, thì đội hình càng nhiều tộc hệ được càng được tăng thêm nhiều phép, được tăng thêm càng nhiều đam đó. Và tướng carry chính của cái phơm bài này đó chính là con Soraka nha, tướng 4 vàng carry. Hiện tại trong cái phiên bản mới này nè, những cái vị tướng 4 vàng đang trỗi dậy phải gọi là cực kỳ mạnh mẽ luôn nha mọi người. Đối với những con như là Z, Viego, Soraka, Midfortune, Samira, hoặc là những vị tướng 3 vàng khác như là Vayne, Kai'Sa các kiểu, và những vị tướng 1, 2, 3 vàng các kiểu nó cũng đang bị nớ một tí rồi nha mọi người. Không còn quá mạnh như hồi phiên bản trước nữa, nhưng mà vẫn chơi được nếu như mà nó tự ra hoặc lõi đẹp các kiểu. Nhưng mà ở trong phiên bản mới này nè, thì người ta vẫn đang ưu tiên chơi những cái vị tướng 4 vàng với lại là 5 vàng hơn. Hiện tại mình thấy con tướng mà dễ chơi nhất đó chính là con Midfortune, sau đó là con Soraka nha. Còn những con tướng mà đang rất là mạnh nhưng mà cái đồ hình nó hơi bị khó build một chút, đó chính là con Viego với lại là con Z nha mọi người. Và trước khi mà mình làm video meta là mình cũng sẽ để một cái link đồn chuẩn ở phía dưới nha, để cho mọi người cùng xem qua tham khảo. Anh em chỉ cần bỏ đúng tướng, xong rồi anh em chỉ cần đúng level thôi, bỏ hết tất cả tướng vào thì đồ hình nó sẽ bao chuẩn luôn á. Và mình sẽ nhắc lại nha, mình chỉ là hướng dẫn cơ bản thôi, mình hướng dẫn cho mọi người cách xếp bài nè, các phơm bài nó hoạt động như thế nào, còn những cái vị tướng nào và trang bị nó như thế nào á, chứ mình không hướng dẫn nâng cao nha mọi người. Nên anh em thông cảm giúp mình thôi. Và meta này không phải là mình tự chế ra, anh em nên nhớ nha, meta mình chắc chắn luôn không phải là tự chế ra. Mà mình chỉ đi tìm hiểu lại được ở rất là nhiều nguồn, từ top thách đấu nước ngoài, Việt Nam, những streamer rank cao, hoặc là những cái trang web cập nhật meta hàng ngày, hoặc là theo từng phiên bản luôn nha mọi người ha. Hôm nay là Bobby 2 sao, 3 sao chưa, cầm 2 trang bị lớn. Mà tầm này thua là vẫn ngon nha mọi người, còn tận là 62 máu. Chừng nào mà mình thua mà còn tầm 30 mấy máu á, mình comeback lại là vừa kịp luôn đó. Thua đem được tầm 2 trận nữa và mỗi trận được thêm 3 vàng tiền lãi, một lượng tiền cực kỳ nhiều. Và mình sẽ dùng cái lượng tiền này để mà lên level 8 một cách sớm nhất, roll kiếm một cái phơm bài full 2 sao là sẽ ok thôi. Và con Soraka này á, mình sẽ nêu luôn những cái trang bị mà cần thiết hoặc là chủ chốt nhất cho con Soraka để cho mà nó carry nha, ngon nhất ở nhà mọi người. Đó chính là diệt khổng lồ, găng bảo thạch các kiểu, hoặc là blue hoặc là Sojin đều được cả ha. Nhưng mà mình thấy nó cần phải có như là găng bảo thạch nè, như khổng lồ á, mình thấy là ok nhất rồi đó. Vừa có chí mạng phép, vừa có phép. Và cái gì khổng lồ đó mình thấy là đang rất là cần thiết luôn á. Tại vì anh em có thể để ý là những cái phơm bài thần giáp nha, phơm bài thần giáp đã đang comeback lại cực kỳ mạnh mẽ luôn á. Và nếu như mà gặp những cái phơm bài đó mà không có gì khổng lồ á, thì khá là khó đánh hơn. Trận này mình lắp luôn cái nước mắt nha mọi người, vì mình đang có được một cái lõi vàng tên là Nguyên Tố Luân. Khi mà giết một mạng được hồi lên tới tận là 30 mana luôn đó. Và mọi người đừng quên Soraka của anh em á, là sẽ là một cái vị tướng sát thương phép nha, và kỹ năng là diện rộng hơn mọi người. Sau khi mà sử dụng 3 kỹ năng liên tục
thì tới lần tung kỹ năng thứ ba, Soraka nó sẽ tung một cái dàn sao băng từ trên trời xuống và trúng hàng loạt mục tiêu luôn á, và sát thương rất là cao. Tôi nhìn ra cái form bài của ông này là Virgo Carry luôn rồi đó, nhưng mà đang chơi đạo trích để mà nội hủ á, khá là tham lam. Đếp máu sao nổi. Đây, comeback lại luôn nha mọi người. Gặp cái ông này chơi chỗ thua thì mình chịu thôi. Thả cái ông nào mạnh đó thì mình còn thua được, chứ ông này ông yếu quá thì mình bắt buộc phải thắng thôi, biết sao giờ. Mới tầm level 6 à, không ổn cho lắm nha. Cái form bài của mình đang định chơi á là chỉ kích hoạt độc hệ tầm 2 nè, 3 hoặc là 2-1-1 thôi mọi người ha. Như là hiểm họa nè, rồi ba thần đồng các kiểu, rồi thường dân, rồi tình nhân nha mọi người. Nó chỉ kích hoạt cao nhất á là 3 thôi, ít nhất là 1 và trung bình là 2 nha. Và mình nói luôn á, sẽ có ít nhất là 10 tộc hệ khác nhau được kích hoạt, và nhiều nhất là tầm 12 tộc hệ khác nhau nha. Nó sẽ tùy thuộc vào mọi người có thêm ấn hay là lõi nữa. Nhưng mà nếu như anh em ra được một cái lõi nhất thống thì nên bú cho mình ngay lập tức luôn và chốt luôn cái phơm bà này. Tại vì càng nhiều tộc hệ là cái chơi nhất thống đó, nó càng bá đạo thôi. Hiện tại là mình vẫn còn rất là nhiều meta nha. Và nếu như mọi người nào muốn theo dõi thêm và muốn cập nhật thêm những cái meta mới nhất, hot nhất và theo từng phiên bản, thì hãy đừng quên bấm đăng ký kênh của mình cũng như là bấm cái chuông nha để nhận thông báo ha. Cảm ơn em rất rất là nhiều luôn. Đây, Soraka là một cái vị tướng mà nó đã thấp mana rồi nha mọi người. Nên mình cũng khuyên em là nên lắp cái blue đi. Tại vì blue war nó sẽ cho tướng cầm giảm 10 mana gốc. Và sau khi mà tung kỹ năng trong 3 giây tiếp theo á, cứ giết được một mạng nha, là hồi được thêm 10 mana nữa. Đây là một cái cơ chế mới của blue trong cái phiên bản mùa 8 này. Còn Soraka á, nó chỉ có là 40 mana thôi nha mọi người. Và tướng từ 50 mana trở xuống á, là mình đã khuyên em là nên lắp blue rồi. Tướng từ 60 mana trở lên á, là lên lắp Sojin nha. Và Soraka này cầm blue á, sẽ còn 30 mana gốc thôi. Và mọi người biết gì chưa, nguyên tối luôn hồi 30 mana trên một mạng. Nên nếu như mà Soraka nó chỉ cần giết được một mạng trong vòng một giây thôi nha mọi người, thì nó sẽ quy liên tục luôn. Nghe hết nước chấm chưa, vừa là nguyên tối luôn nè, vừa là blue và Soraka nữa, đồ quá là đẹp rồi. Nên mình đang bỏ vào nha, thần đồng siêu lừa tinh tặc hiểm họa đó đó, bắt đầu ra cái form bài đó đó, admin nữa nè, cộng thêm phép cộng thêm phép đi mọi người. Cái này là Soraka carry mà, mình không có muốn cộng thêm máu hoặc là cộng thêm dép hoặc là đam các kiểu đâu, cứ phép mà chiến thôi. Soraka là một vị tướng 4 vàng có hai hệ khác nhau nha mọi người. Một là hệ tình nhân, sau khi mà tướng tình nhân sử dụng kỹ năng là toàn bộ đội hình nha được tăng thêm sức mạnh phép thuật. Còn hai là admin, nó sẽ có nguyên nhân và kết quả. Thì anh em cái form bài này chỉ cần kích được hai admin thôi, không có cần 4 đâu. Rồi, việc cốt của mình chưa chết mọi người ơi, xỉ nó lại. Ui rồi, xỉ là nó, việc cốt của nó cũng không chết luôn, thấy mình lại thua rồi. Tự nhiên gặp cái ông kia móc luôn cái chủ thua đi mời. Bây giờ thua lại 2 trận liên tục, cay chưa. Chứ thôi là mình chủ thua 8 trận luôn rồi đó, tiền một đống luôn rồi. Gặp cái ông kia chơi chủ thua, bực thế. Ui, nâng cấp tướng à, từ từ nha, Leblanc, Vecoq với lại là Eco. Eco khá là ngon đó, nhưng mà mình xoay thử nè. Ui, nâng cấp Soraka luôn anh em ơi. Khi triển khai Soraka, cái đội được nhận thêm 15 năng lượng mỗi 5 giây, tuyệt vời. Đây, vừa lấy được nâng cấp tướng Soraka mà mình còn vừa có tướng mà mình chơi nữa. Rồi nha, được hồi mana thêm nữa. Và anh em đừng quên Soraka là tình nhân, và như mình đã nói, mỗi khi mà sử dụng kỹ năng được tăng thêm phép, quá là bá đạo luôn. Nếu như mọi người nào mà có góp ý gì và cách mình bình luận thì hãy đừng quên góp ý ở phía dưới nha. Hoặc là có thêm những cái tưởng nào mà muốn mình làm á, anh em hãy cứ bình luận ở phía dưới, mình sẽ đọc hết tất cả bình luận của anh em và thực hiện từng cái một. Mình vẫn đang cố gắng mình làm từng cái đây. Anh em đưa ra ý tưởng cho mình rất là nhiều luôn á, nhưng mà mình vẫn đang lựa chọn cái nào mà nó tự ra để mà mình làm nó dễ hơn và một cách nhanh nhất nha. Và anh em đừng lo, dù Tết đến xuân về nhưng mà mình vẫn sẽ đăng đều ở trên kênh mình. Nên dịp Tết nếu như anh em có rảnh thì vẫn có thể vào ủng hộ cho mình thêm ha. Ui, Tài Loan nó chọt kìa đêm. Ông Tài Loan này là đang cầm đồ của Virgo đó, tôi cá với anh em luôn á. Mà sao Tài Loan này nó carry cũng ác quá vậy. Nó bắt con Soraka của mình trước chết luôn kìa.
Rồi cái đồ này mà chuyển cho Viego nó đấm nó còn ghê hơn nữa nha mọi người. Ông này nâng cấp Viego, con nguyên tố luôn, có khảm ba thạch, đồ rất là đẹp luôn. Mình còn 18 máu hả? Chắc là phải bung tiền thôi. Mình roll một tí nha mọi người, mình roll một tí kiếm cái phơm bài full 2 sao quá đã. Chứ nhìn cái lượng máu này mình thấy nó không ổn cho lắm. Uầy, Viego ra đúng nhiều luôn á, thề. Tại sao cái con tướng 4 vàng của mình đang cần chơi nó lại không lên đi? Ra mấy tướng tào lao không à, lại là Viego. Đây rồi, Soraka 2 sao. Đỡ, đỡ anh em ơi, ok đấy. Tầm nó ra 4 chấm như thế này mà phơm bài đẹp và tướng 4 vàng 2 sao, có nâng cấp tướng nữa và lõ đẹp nữa nha, thì cái việc thua chắc là không không có đâu. Ông này là Z carry nè, đi chung với song đấu và tinh tạc và quân cảnh laser thì phải, với nâng cấp Z luôn à. Wow, chiến nhờ, nhưng mà ông mới có một sao à. Mình là hai sao, 4 vàng 2 sao, nó là phải khác. Ông này đang top 1 chủ thắng luôn à, nhưng mà gặp mình thì cũng phải tắt nắng thôi mọi người. Tắt nắng luôn, tắt cháy luôn, cái gì nữa. Đi chợ rồi đi. Sau khi mà Soraka đã full đồ. Ơ à, nhầm nhầm, Soraka chưa full nên em ơi. Soraka mới có hai trang bị thôi. Mình đang cho nó cầm một cái trang bị của thần đồng. Tại vì trang bị của thần đồng á, nó sẽ xịn tầm gấp 1,5 lần so với trang bị bình thường nha. Nhưng mà không phải trận nào cái thần đồng nó cũng ra được trang bị ngon cho mình cầm cả. Nếu mà nó ra trang bị tăng thì Soraka của mình nó sẽ bị thiếu một cái trang bị á, bị thọt đấy nha mọi người. Nói chung là tăng cơ chính á thì anh em cứ cho con Eco cầm thôi. Eco là tướng 4 vàng hộ công với lại là siêu lửa tăng khá là ổn. Đây siêu đẹp luôn rồi đó, diệt khổng lồ, găng bá thạch với lại là blue, lại là Soraka. Không cần cho lắm đâu bạn ơi. Cái Sona là thay vào luôn nha. Zoe 2 sao. Lyuna khá là ngon à. Lyuna bỏ vào luôn nha mọi người. Kích luôn cái hệ hộ công này nè. À, quên lắp cái máy chiếu lúc đầu game chứ. Không sao không sao. Vẫn lo được, vẫn lo được. Ok, thắng đậm luôn chứ cái gì nữa. Lấy được Soraka 2 sao là game dễ chơi hơn hẳn nhờ. Chứ lúc nãy đầu game bị mấy thằng kia đấm còn 18 máu nhìn sợ quá anh em. Ủa nó xét luôn hả? Ngon đấy. Ba hộ công mà không cần thiết cho lắm. Liberlang 2 sao, tuyệt vời. Lại là Soraka, mình có nên thử nuôi Soraka 3 luôn không? Trận này cũng không thấy ai chơi Soraka. Hôm nay là Wukong 3 style. Ôi, Eco tăng ác không? Hôm bữa mình nhớ không nhầm là mình đã có làm một cái video về Eco 3 style đi chung với pháp sư á mọi người. Nó nổ một phát thôi là team bạn bay màu hết luôn. Khá là ảo. Hồi trước đây là mình chỉ dùng Eco này chỉ để tăng cơ thôi. Nhưng mà trận đó mình build làm sao mà Eco carry luôn, full phép. Bùng một phát 3-4 cây đam không mà nổ một phát là mấy chục cây đam luôn á nha. Mình đã làm khá là nhiều ý tưởng của mọi người rồi á. Anh em có thể lên YouTube search tên mình đi chung với những cái ý tưởng á là nó sẽ ra. Hoặc là anh em có thể lên kênh của mình để tìm xem thêm luôn nha. Lại gặp cái ông này đây. Cái ông này chính là cái ông nãy đấm mình xuống còn 18 máu thì phải. Ông đang slow roll kiếm tài loan bay xa luôn kìa. Và ông không có ý định chuyển đồ qua. Soraka, anh Tiếu. Anh Tiếu, lê 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 lê. Úi dồi, hên quá, xém thua luôn á. Thề cái phe đó nha, màn tà lon nó chọt chết được Soraka của mình đó là mình thua 100% luôn. Hứa với mọi người danh dự luôn á, phe đó mình Soraka chết là mình thua rồi, nhưng mà thôi. Vẫn còn gỡ lại được một chút tích. Lyuna nữa. Đại bác à, tầm này là đại bác phế vải.
Cái con Yumi này nhìn có vẻ khá là ngon đó, tại vì nó vừa kích được linh vật vừa kích được tình nhân luôn. Nhưng mà tình nhân của mình có con kích rồi. Mình đang bỏ cái phích đồ stick vào nha, tại vì nó kích tận hai hệ nha mọi người. Một là hắc hóa, hai là hiểm họa. Nên nếu như mọi người mà có nhất thống á thì lấy đi nè, kích hoạt được nhiều hệ lắm. Đây mình đếm xương xương là đang 8 hệ nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng rồi. Đang kích hoạt được là 8 hệ nè. Giờ chỉ cần kích được thêm cái vệ quân và linh vật nữa thôi á là 10 hệ rồi. Dễ không? Dễ dàng chưa? Và phơm bài tướng 4 vàng carry ở meta hiện tại là mình thấy là không có con nào yếu cả. Nên anh em có thể yên tâm mà chơi. Từ Samira, Mid Fortune, Viego, Yes, Soraka. Và tướng 5 vàng cũng vậy, tướng 5 vàng là chưa bao giờ yếu cả. À đây, Fiddle Stick là một vị tướng 5 vàng lên một cái hiệu khống chế khá là khó chịu luôn. Vừa khống chế và vừa đam tốt. Ông này mình thấy là ông có nâng cấp Z từ rất là sớm luôn rồi mà mãi vẫn chưa run được Z 2 sao. Ông đang Ronila với là Jesu trước thì phải. Được phiêu ra 3 sao trước luôn rồi, găng bà lăng nữa. Mọi người thấy Soraka nó quy hoài không? Soraka mana gốc hiện tại còn cấp 30 à. Mà cái nguyên tố luôn á nó hồi là 30 mana luôn rồi. Nó cứ quy hoài thôi. Ấn thường dân kìa. Có nên lấy không ta? Ấn thường dân, ấn thần đồng, cốc. Ui, toàn là những cái tộc hệ. Trang bị khá là ngon. Mất cái găng rồi. Lấy cái gì nhờ? Lấy trang bị lớn này em ơi. Tại vì nói chung á là khi mà mình làm meta là mình cũng hạn chế lấy cái ấn lắm. Cái này là mình cũng đã chia sẻ với mọi người khá là lâu rồi á. Khi mà làm meta là mình cũng sẽ hạn chế lấy những cái thì vàng, lấy những cái ấn mà nó làm thay đổi cái đội hình của mình đó. Tại vì mình làm meta là mình sẽ để một cái lên đội hình chuẩn, một cái đội hình tham khảo. Mà đội hình mình đang chơi nó khác với đội hình tham khảo thì mọi người cũng khá là khó để mà tham khảo. Thì kiếm Eco 2 sao mà run được 6 Soraka luôn rồi. Ui 7 Soraka nè. Từ nha. Cái trận này là mình hoàn toàn có thể lên được Soraka 3 sao luôn á nha. Tại vì không ai chơi Soraka cả. Ông này Veko. Ui ôi, đồ chiến vậy. Ui xém chết anh em ơi. Soraka, come on, come on. Xém chết luôn á. Veko nó xịt ác vậy ta. Ui ui. Rồi xong đi rồi. Thua rồi. Ê, từ từ nha. Từ từ nha. Với có xịt thì đâu đó, nhưng mà xịt có hơi lâu. Xịt đâu nhưng mà xịt lâu quá. Nói xét, tuyệt vời. Alistair. Cái con Echo nãy giờ mình roll chưa lên được 2 sao là sao nhờ? Hơi kỳ lạ đó. Alistair. Uầy. Cái con Echo đâu rồi ta? Echo cầm 3 trang bị lớn nè. Echo cầm 3 trang bị lớn nè, không lên được 2 sao. Ảo thật đấy. Đây mình vẫn đang chịu thắng 7 trận và chưa thua bất kỳ một cái trận nào từ khi mình lên được Soraka 2 sao luôn á. Trời ơi, sao nó cánh tao quy, uầy, nó quy kìa. Nó quy 3 lần liên tục luôn thì phải. Mid Fortune với chúng tôi, tỉ con này đi luôn. Rồi nốt anh em ơi, đây rồi, cuối cùng cũng là được Echo 2 sao. Cái Annie luôn rồi nha, đây. Một cái form bài, anh em thấy không? Tình nhân, hiểm họa, pháp sư, ngu binh, tinh tặc, hộ công, admin, sư lừa. Á, à, Soraka nè, 8 con nha mọi người. Một con nó lên được Soraka 3. Một con nữa, ôi, không ra à. Đây cái phơm bài mình thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Kích hoạt 10 tộc hệ khác nhau. Vậy cho nó chuẩn, vậy cho nó chuẩn, ok chưa? Hiểm họa, tình nhân, pháp sư, ngô binh, tinh tặc, hộ công, admin, sư lừa, thần đồng với lại là hắc hóa.
Cái này là mình chưa lấy một cái ấn nào nha. Nếu mà mình lấy thêm ấn thường dân nè, hoặc là ấn vệ quân gì đó cũng được, là mình đã thêm được 1 đến 2 tộc hệ khác nhau rồi. Mình bán Zoe luôn nha mọi người ơi, để có tiền roll kiếm con Soraka cuối cùng. Không lên à? Không lên thôi làm một căng. Không lên thì thôi làm một căng. Ui, Alistair 3, Talon 3, Annie sắp 3 luôn kìa. Ui dồi, hèn chi. Hèn chi từ đầu game đến tận bây giờ tôi roll kiếm Annie khó vải trưởng ra. Roll kiếm Annie khó vải mọi người à. Hèn chi hôm nay cho Annie chung. Hôm nay Alistair 3, Talon 3, nâng cấp Viego 4 tiền carry. Soraka cố lên bạn ơi. Mình lấy cái lõm nguyên tố luân này mà ổng chơi cái quả ngu binh này thì khắc chơi cứng mình luôn anh em. Ui, Talon. Ê, từ từ nha, đừng có thua luôn nha. Talon nó chọt ác quá vậy. What the hell. Ê, thắng được, từ từ. Ui, ok. Talon nó làm cái quả lật kèo ở phía dưới, hàng dưới giết Soraka trước mình hỏng quá mọi người. Hơn mà vẫn thắng đó. Đây rồi, Soraka 3. Bán nào nhờ? Bán con Liberland đi anh em. Roll kiếm lại thôi. Có không? Ủa có luôn. Dễ. Vừa khích khịch luôn anh em à. Vừa đúng còn 3 tiền cuối cùng mà roll được kiếm con cuối cùng luôn á. Đây thì lý do mình nói anh em nên lấy cái nhất thống nha. Nó kích thệ kìa. Và đây là meta bên Trung Quốc cơ. Mình rất là hay xem những cái giải bên Trung Quốc á mọi người. Tại vì mình thấy ở bên Trung Quốc có người ta đang khá là ao trình so với thế giới luôn. Nên khi mà đánh giải nó sẽ ra những cái form bài, những cái tộc hệ kết các kiểu đi chung với nhau á. Rất là ảo đá luôn. Mấy anh Trung Quốc nó đánh tậm đá luôn anh em. Đánh cuốn lắm. Rồi quên luôn rồi đó. Soraka 3 mà còn không win nữa thì. Ok. Nice too. Ok, vậy GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.